Mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì vườn của chị Thủy ha có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị mình một lô mai giống, mai ghép giống lá ngọc cành vàng là cô chú anh chị ha, và nhị ngọc toàn ha, rồi xuông Sài Gòn lá lớn cô chú anh chị ha. Rất mong cô chú anh chị mình phải xem thấy cái nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho vườn của chị Thủy nha cô chú anh chị. Hôm nay mức giá cũng khá là hữu nghị ha cô chú anh chị ha, gốc phơi to ha, đế siêu vip luôn. Em mong cả nhà vào xem được ủng hộ, không làm mất thời gian nữa. Em mời cô chú anh chị mình gặp luôn chị Thủy để chị Thủy chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Em chào chị Thủy nha. Rồi, hôm nay trở lại kênh Mai Vàng Bến Tre thì em xin chào toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh nha. Rồi. Hôm nay trở lại kênh thì đầu clip hôm nay em sẽ giao lưu mình là một cây lá ngọc cành vàng và mùa nha cô chú anh chị. Cây, cây thì hổm nó tổ bông quá trời, chùm bông mà hôm nay tàn hết rồi. Mấy cái chậu ghép nó to lắm nha cô chú anh chị, bự bằng tay cái em luôn cô chú anh chị ha. Cây này hồi đầu tiên em ghép hồi đầu tiên là tháng cô chú anh chị, cây bộ đế quá đẹp luôn. Dạ hoành thân tại điểm này là mình được 27 nha cô chú anh chị. Dạ mới đồ đùi đuôi đồ đẹp hết sức. Đó lên. Rồi cái này thì cái tượng này thì nó già cô chú anh chị ha. Cái tượng này đỡ thì nó cao nha. Quá trời cao. Nên em lấy cái tượng thấp dưới này nha cô chú anh chị. Rồi. Đây em lấy tượng thấp này nha. Tượng thấp này là em được 54. Tán ngang thì em nó được là 82. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 1.500.000 em bao phí ship nha. Rồi 1.500.000 bao ship luôn ha. Đổi cây luôn nha. Rồi mã số ngày hôm nay là mã số gì đây chị? À, mã số bữa hôm nay thì em sẽ trở lại là mã số 1A nha cô chú anh chị. Rồi mã số 1A cô chú anh chị ha. 1A. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 2A nha cô chú anh chị. Rồi. Dạ 2A. 2A là một cây su bông Sài Gòn lá lớn nè cô chú anh chị. Rồi su bông lá lớn ha. Cái này ghép được 5 chọc bo luôn cô chú anh chị ha. Cái này ghép cũng 5 bo lớn. Cũng già mùa lắm rồi cô chú anh chị. Đế nè, quá trời luôn cô chú anh chị ha. Rồi, cho xin thông số cái này luôn ha chị ha. Cái này hoành tại điểm này là mình được 27,5 ha, em tính 27 nha. Rồi. Cái này em bấm đọt cho tàn tròn sẵn luôn hả cô chú anh chị. Chiều cao là 67 ạ. Tán ngang là 69 ạ. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 1.600.000 em bao phí ship nha. Rồi 1.600.000 ha. Đổi cây luôn. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 3A nha cô chú anh chị. Rồi. Đó, 3A. Cũng là một cây siêu bông Sài Gòn lá lớn nữa nha. Rồi. Này sát to luôn á cô chú anh chị. Bế đế thì bỏ đều ha. Bo già cô chú anh chị ha, mấy chọc ghép rất là to ha. Đế bỏ đều luôn. Cây nè, cây rất là đẹp tại trời nắng nha, đầu rồi bình thường ha. Tại trời nắng em đậy giải lại nha cô chú anh chị. Rồi. Nắng quá em đậy giải lại. Rồi. Cái đế đâu cũng có luôn cô chú anh chị ha. Cái này mới đôn rồi cô chú anh chị ha. Rồi. Thông số luôn ha chị. Hoành tại điểm này là mình được là 29,5. Em tính 29 nha. Chiều cao là 72. Tán ngang là 74. Rồi cây này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình cũng giá chỉ là 1.600.000 em bao phí ship nha. Này rồi. Hàng em cân sẵn rồi, em cũng thuốc men đồ sẵn rồi ha. Hàng đế nó ăn nè, dễ quá chừng luôn cô chú anh chị em mua về chơi yên tâm khỏi sợ gì tên nha. Rồi đã cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo cây mã số 4A. Rồi. Đó, 4A thì cây VIP nha cô chú anh chị. Quá đẹp luôn, nhưng mà cái cây này là nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị. Cái này ghép nhị ngọc toàn cô chú anh chị ha. Nhị ngọc toàn nha. Cái đấy quá VIP luôn cô chú anh chị ha. Cái này ghép 4 bò ha. Cây này lên xù da me từ ở dưới gốc lên tới cái mí ghép luôn á chưa chú anh chị. Rồi. Nè, nhị ngọc toàn em ghép có làm dấu luôn ha. Rồi, thông số luôn chị ha. Rồi, hoành tại điểm này là mình được 28. Rồi. Chiều cao là mình được 82. Rồi. Tán ngang là mình được 59. Rồi. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 2 triệu em bao phí ship nha. Rồi 2 triệu. Đổi cây luôn. 2 triệu là mình có một cây nhị ngọc toàn về mình chơi Tết quá đẹp luôn. Rồi tiếp theo cây mã số 5A. Số 5A. 5A là cây. Siêu bông Sài Gòn đó nha cô chú anh chị. Rồi siêu bông đá lớn cô chú anh chị ha. Là mấy cái chọc ghép to lắm cô chú anh chị ha. Cây tàn đều luôn. Con rồi ha. Nhà hàng con sẵn là mình mua về mình chỉ tưới dưỡng rễ rồi mình phân dưỡng sơ sơ rồi cây nó khỏe sẵn luôn rồi. Ha.
Hoành tại điểm này là mình được là 29. Rồi. Chiều cao là mình được 75. Rồi. Tán ngang là mình được 71. Rồi. Dạ rồi, một cây này thì em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 1.600.000 thôi nha. Rồi, mình đã cây luôn ha. Ừ. Rồi, tiếp theo cây mã số 6A. Rồi. À, 6A cũng là một cây su bông Sài Gòn lá lớn luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Cây này sát to ha. Tàn đều luôn cô chú anh chị ơi. Cái này cô chú anh chị em mình về chơi bonsai là đẹp lắm, tại vì hàng này cũng như ghép được năm rồi con rồi á, nên rồi. Có chỉnh dây nó nằm theo chiều hết trơn rồi. Hôm nên cô chú vậy? Anh chị em mình về mình làm rất là dễ nha. Rồi. Hoành thân tại điểm này là 29, ủa 28 rưỡi, em tính 28. Rồi. Chiều cao là 67. Tán ngang là 73. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 1.700.000 là mình có một cây về để chơi Tết năm 2025 nha. Rồi, để cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 7A. Rồi, tiếp theo mã số 7A. Cũng là một cây siêu bông Sài Gòn nữa nha cô chú anh chị. Rồi. Cái đế quá lắm nha cô chú anh chị, siêu vip luôn á. Bo ghép giảm nha cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn nha chị. Cây này dáng dễ thương quá trời. Cây này hoành thân được 20. Rồi. Chiều cao là 58. Tán ngang là 58 luôn. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình giá là chỉ là 1.500.000 em bao phí ship nha. Rồi, cây này cuối clip luôn ha. Rồi đây cũng là một cây cuối clip của em hôm nay ha. Thì em cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh và đã ủng hộ cho em nha. Em mong rằng cô chú anh chị em mình vào xem ưng ý được cây nào thì ủng hộ giúp em ha. Thì em chân thành cảm ơn toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa mình nha. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Thủy cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và đã ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình những clip tiếp theo ạ.